Hello cả nhà, Hỏa Quân Lan Lan thì mới mở được vài tiếng trước thôi. Hiện tại cái góc cao mình nó hơi cao hơn những ngày bình thường một chút, cũng như là mình đang quay trên chiếc laptop của mình. Thế còn PC của mình thì sao? Hiện tại PC nó đang có một cái nhiệm vụ, đó chính là xuất một cái file video dài tầm khoảng chắc 3 tiếng 4 tiếng đấy. Đó chính là cái nhiệm vụ full nhiệm vụ ma thần chương 5 màn 2, màn 1 và màn 2. Không cắt cảnh cho mọi người luôn, để mà anh em nào có thể gọi là muốn xem những cốt truyện hay là muốn xem những có nguồn gốc không có skip thì mọi người có thể coi cái video đó. Mà bởi vì là nó là một cái video khá dài nên là nó hiện tại đang chiếm khá nhiều dung lượng, cũng như là cái cấu hình của mình, như là mình đã có để cho cái máy đấy y nguyên để nó thể xuất ra nhanh nhất, và mình quay trở lại với cái laptop mình quay nhanh cho mọi người một cái video ngắn thôi. Bởi vì hôm nay mình mới trải nghiệm, sau khi mà trải nghiệm qua những cái quét mặt thần này cũng như cũng có đi rớt map các kiểu, thì chúng ta rút ra được một số những cái lưu ý cho mọi người để mọi người có thể là tiện hơn cho việc khám phá map vừa cái vùng đất Hỏa Quốc này trước khi mà chúng ta đến với những cái video như kiểu content giải đố này, Hỏa Thần Đồng này, hay đi lụm tất cả mọi thứ. Đầu tiên, cái bắt buộc đó chính là mọi người phải hoàn thành xong cái nhiệm vụ ma thần. Thì cái phần thưởng nguyên thạch nó là một chuyện, bởi vì như mọi người nếu mà xem cái buổi live stream thì mọi người cũng biết rồi, là chúng ta được tặng thêm 500 nguyên thạch khi mà hoàn thành xong cái hai cái màn này ở trong cái phiên bản 5.0, thì chúng ta được tặng thêm 500 nguyên thạch, đúng không? Mà nguyên thạch là một chuyện, ngoài ra chúng ta sẽ hiểu được hơn về cốt truyện của vùng đất này này, hiểu được hơn về những cái nhân vật ở trong này luôn, những cái bộ lạc nó chúng ta coi làm cái nhiệm vụ ma thần, mọi người đọc cốt truyện thì mọi người cũng có thể hiểu luôn. Và nữa là chúng ta gặp được thêm một cái quan chấp hành thứ nhất, đó chính là Capitano. Cũng như là xong cái nhiệm vụ ma thần này, chúng ta mới mở khóa được cái danh vọng của Natlan. Ok chưa? Thì cái danh vọng của Natlan nó sẽ bao gồm có những cái gì? Đây, khi mà mọi người hoàn thành xong, mọi người mở mắt lên nhé. Thì chúng ta có những cái chờ nhận này, một cái màu đỏ này. Nó là cái sử ký bộ tộc, nó liên quan đến cái danh vọng. Hiện tại mình đang đứng ở một cái trụ có tên là trụ vật tổ. Mỗi cái bộ lạc nó đều có một cái trụ riêng. Đây có một cái này, bên này cũng có một cái trên này nữa. Đấy, thì đứng tại vị trí này, sau khi chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ ma thần, mọi người mới có thể mở khóa được cái này. Đấy, mọi người nhấn vào nói chuyện này, danh vọng, thì mọi người sẽ thấy. Đầu tiên bắt đầu chúng ta chỉ có những cái này thôi, đúng không? Bây giờ mà khi mà sau đó làm rồi có thêm cái sử ký bộ tộc ở trên này nữa, mọi người có thể check là có bao nhiêu quét. Đấy, nó chính là mấy cái quét đỏ đỏ trên này, nó hiển thị trên này này. Ôi chưa, nói chung mọi người phải hoàn thành xong cái ma thần thì mới nhận được cái mở khóa được cái danh vọng. Danh vọng xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi đến việc cái ấn hỏa, đúng không? Thế chúng ta sẽ gắn vào đâu? Mọi người di chuyển đến đoạn này nhá, đấu trường lửa thánh này, đoạn này. Chúng ta sẽ vào cái vòng tròn tên là vòng tròn Tôn Na. Đây. Rồi, rẽ xuống. Ôi chưa, xuống dưới nữa. Rồi, vòng tròn. Đây, chính nó anh em. Chỗ này có tên là vòng Tôn Na. Ok chưa? Rất nhiều. Wow. Thưởng nhiều vãi hồ. Bây như bây giờ mỗi một cấp đều được 50 sao? Ui, thế chứ thưởng nhiều vãi. Wow, chúng ta có tổng bao nhiêu? 50 cấp. Ui, mỗi một cấp được tặng 50 á. Ui. Nhiều vãi á. Ôi chưa em. Và tiếp theo trong cái nhiệm vụ ma thần đấy, cái đầu quét ma thần đấy, mọi người sẽ nhận được một nhân vật 4 sao, cô bé Kachina. Thì thực sự là cái cô bé này cực kỳ hữu ích khi mà chúng ta khám phá Nát Lan. Bây hiện tại là ở trong đội hình mình đã kiểu tách ra, tưởng là chúng ta một team là có 4 nhân vật đúng không? Thì có 3 nhân vật của mình gọi là để đi farm, đi đầu boss thứ, còn một nhân vật là để cho slot của Kachina để chúng là gọi là đi map thứ cho dễ dàng hơn thôi. Đấy. Thì bởi vì không phải ai ở cái banner đầu tiên của Nát Lan, không phải ai cũng muốn Ron Mulani, không phải ai cũng muốn soi Ron Kinnick chẳng hạn, cũng không phải ai cũng muốn, đúng không? Mọi người muốn gọi là skip để gọi là Ron cái banner 5.1 có Salone chẳng hạn, hoặc là sau này có Mavica, mọi người muốn để dành nguyên thạch, thì tất nhiên chúng ta sẽ không có những cái nhân vật đấy. Nên là cái việc mà chúng ta sở hữu free cô nàng Kachina này đem lại việc là chúng ta khi khám phá map dễ hơn. Thì nôm na là đây, ví dụ như kiểu mọi người đang leo này đấy, thì mọi người để là cái cô nàng Kachina này có một cái ứng màu cam ở cái tim của chúng này, và khi chúng ta thấy Kazuha của mình bĩa thể lực chẳng hạn gần hết, khi mà gọi là chuyển leo đến nơi gần hết, thì chúng ta sẽ chuyển sang cô nàng Kachina này. Đó, có hiệu ứng để gọi là sử dụng cái gọi là cái cỗ máy của cô này để có thể leo lên tiếp được luôn. Ok chưa? Ngoài ra nữa, ví dụ như lúc nãy mình ở vị trí này mà mình muốn lên chân này, mình gọi là mở để di chuyển chân này, thì mọi người phải leo. Mà tất nhiên rồi, leo cao cực luôn thì mọi người bắt buộc mọi người phải dùng Kachina. Đấy, mọi người leo bám theo này, theo thành này. Mọi người à? Đấy. Thì ở đây nhá, mọi người để ý này. Chúng ta có hai, một thanh thể lực ở đây, một thanh thể lực ở dưới này. Thì cái cỗ máy của Kachina, cô nàng này sẽ sử dụng cả hai thanh thể lực đấy. Không phải chỉ riêng cỗ máy đâu, tất
cả những cái con Saurian của Natlan cũng sử dụng. Ok rồi, chúng ta lên trên này chúng ta dừng lại, chuyển một nhân vật khác cho mình. Ok, bây chúng ta sẽ leo tiếp này. Đấy, ok chưa? Chứ bình thường chúng ta dùng mấy nhân vật này leo lâu dã man ấy. Đấy giờ, bây giờ mọi người thấy không? Để không? Kashina đang có vàng, mọi người nhấn này. Đấy, leo lên tiếp này. Đấy, ok chưa? Đấy, và chúng ta có thể hoàn thành xong nhiệm vụ của chúng ta leo lên trên này rồi. Mọi người có thể đơn giản là sang bên này mở khóa điểm truyền thôi. Quá ok, đúng không nào? Rồi, cái cuối cùng đó chính là mọi người sẽ phải học, sẽ phải tập quen với việc là chúng ta phải sử dụng những cái sau điền, những cái con vật ở cái map Natlan này để có thể đi giải đấu. Mọi người sẽ phải tập dần đấy. Đầu tiên mình sẽ giải thích cho mọi người cái con hệ thủy trước đi. Mọi người có thể đến những cái điểm di chuyển này không? Rất xa, đúng không? Bây giờ giả dụ đi, ra đây. Đây, tại vì trên này đây, mọi người có thấy không? Bây giờ chúng ta muốn ra chỗ này nhá. Thế nên nếu mà anh em có Azaka hay là có Mona hay là có Furina thì không làm gì. Đây mọi người chỉ đến gần, chúng ta có phím T này. Hóa thân luôn. Ôi giờ ở đây có những khiêu chiến này. Đấy, bây giờ xuống nước này. Ôi giờ đấy, thế mọi người có thấy hai cái thanh thể lực không? Mình thật ra nó có tên gọi riêng của nó đấy, nhưng mà mình gọi nôm na là hai thanh thể lực đi cho nó ấy. Khi mà hết cái thanh thể lực dọc này, mọi người sẽ tiêu được cái thanh thể lực tím, à thể lực ở dưới này. Đấy, chúng ta lướt thoải mái thôi. Ok chưa? Xăm này. Lướt là bầm luôn. Đấy, mấy con này cũng có thể đánh, nhưng mà mình thấy là ở nôm na là nó đánh nó hơi yếu. Mọi người quy để thoát ra. Ok, còn giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái tầm quan trọng của cái con hệ thảo nhé. Đây này, đoạn này hôm nay chúng ta có một cái quét ma thần ở đoạn này nhé. Đây, mọi người nhớ vào đây. Đấy, ok chưa? Kiểu cái để cái chức năng của nó này, cái chức năng đánh này. Đấy, nhảy này. Cái chức năng E là chúng ta sẽ đi tìm những cái đấy, cái điểm này. Đấy. Đấy. Ngoài ra nếu mà mọi người giữ E nhé, mọi người có thể đứng trên không luôn này. Nhưng mà chỉ được hai lần thôi. Lần tiếp theo là mọi người sẽ phải tìm một cái điểm như thế này. Đấy. Đấy, đây là tầm quan trọng của con này. Thấy chưa? Bật lên, giữ tiếp. Bật lên, nhưng mà không được nữa, nó chỉ được làm hai lần thôi. Đây, mình làm lại cho mọi người này. Ví dụ nhá, không có gì đúng không? Bật lên này. Giữ, thấy chưa? Mọi giữ tiếp là nó sẽ đứng như không này. Đấy, nhưng mà nó chỉ được hai lần thôi mọi người nhá. Đấy à, đấy. Con này hai phết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái bé chuột chũi. Đây. Khủng long chuột chũi. Đấy, thì nó cũng kiểu có nút nhảy này, đánh này, đánh dùng bụng luôn. Tiếp theo nữa dùng phía E này, mọi người sẽ chùn đất này. Đấy, cái này cũng leo tường được luôn. Ok chưa? Leo lên tường luôn, đấy nó cũng có những cái thanh thể lực này. Thì mọi người có thể gọi là linh hoạt sử dụng những cái con này để chúng ta đi khám phá map cũng được. Đấy à? Đấy. Ngoài ra, chúng ta mọi người có thể cái hố này không? Hố này cũng dành cho cái con này này. Vào này. Ồ. Ôi, di chuyển ra đây. Ok chưa? Yeah. Nó sẽ có những cái lỗ quanh map chúng ta di chuyển. Đấy. Để chúng ta có thể bắt cái con mẹ về làm pet pet rồi. Đấy. Ok chưa anh em? Rồi, đó là một số những cái lưu ý mà mình thấy là chúng ta nên nắm được. Đây, cho lấy con này cũng được này. Chuyển con này. Đấy. Ok like chưa? Hay đúng không? Ok. Đấy. Mong cái video này giúp cho mọi người có một cái nhìn tổng quan qua về cái vùng đất hỏa của Natlan cũng như là một số những cái cơ chế khá hay ho, một cơ chế khá mới ở cái con game này. Bye chưa? Hẹn mọi người video giả lũ tiếp theo nhé. Bye, see ya. Nhiều quét phết anh em ạ.